Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ để bàn cực kỳ độc đáo. Và đặc biệt thì đây là một chiếc đồng hồ cũng cực kỳ hiếm gặp, rất đáng để các bác sưu tầm. Chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Frank Hermel STR. Và đây là một chiếc đồng hồ thuộc dòng Atlanta Furnished K. Chiếc đồng hồ này đặc biệt sở hữu cho mình là hai cánh cửa các bác có thể mở được, là phần mặt trước đây, và phần kính nằm ở phần mặt sau để các bác có thể xem được phần máy, rất giá trị các bác. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất năm 1970, được sản xuất tại Đức, Made in Germany. Chiếc đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao là 22 cm, bề ngang là 30 cm, bề dày là 12.3 cm. Chiếc đồng hồ này sở hữu mình bộ máy chính hãng Frank Hermel STR, và trên máy được đóng dấu FHS là chữ cái viết tắt của Frank Hermel STR. Hoạt động bằng ba lăn chạy tuần lên dây, sở hữu cho mình là 5 công đồng, 5 búa bài nhạc Westminster. Và phần âm thanh của chiếc đồng hồ này thì rất là hay. Chiếc đồng hồ này rất phù hợp với các bác trưng bày trên bàn làm việc, bàn tiếp khách đều rất là hay các bác. Và phải nói thì đây là một chiếc đồng hồ với phần âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi, rất hay các bác. Và chiếc đồng hồ này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 9 triệu. Với mức giá 9 triệu này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm vẫy móc tại cửa hàng cho các bác. Đầu tiên thì ở phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ này được thiết kế theo kiểu dáng được lấy cảm hứng từ những chiếc lồng chim Anh Quốc. Đây, kiểu dáng các bác thể mở được cái cửa này lên đây. Và phía sau này cũng được mở cánh cửa lên các bác. Phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này thì được trang bị những cái mặt trống này, đây các bác, đây. Và những cái mặt kính này thì được trang bị là những mặt kính có những cái hình khối chặt góc rất là sang trọng. Đây các bác, đây rất là sang trọng. Sở hữu cho mình là những thước cột đồng, đây những thước cột đồng, và cực kỳ nổi bật. Và tinh tế thì được trang bị những cái mảnh màu đen như thế này các bác, đây sẽ làm nổi bật cho chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì cực kỳ là hiếm gặp các bác. Để sẽ mở phần mặt kính này ra, phải đặt phía bên đây này các bác. Ở đầu phần mặt kính này thì sẽ có một cái thanh này được làm bằng chất liệu đồng, rất là sang trọng các bác. Mặt số của chiếc đồng hồ này được thiết kế cực kỳ đẹp, với cái phần màu nền là phần màu nền đen, còn lại những hoa văn chi tiết này được đục khoét thủ công bằng tay, này được lấy cảm hứng từ là hoa lan tây acastus. Những chữ số thì được thể hiện qua những cái nút đồng hình tròn như thế này, này rất là đẹp các bác. Phần lồng giữa này, này được tạo hiệu ứng ánh kim với dòng chữ dòng của nó là dòng Atlanta, kim là kim hoa văn, này rất là sang trọng. Rất là đẹp các bác. Và phía sau mặt lưng, em sẽ quay mặt lưng cho các bác xem. Đây các bác, đây phần cửa kính mặt lưng này cũng được trang bị hình khói. Đây các bác sẽ mở phần mặt lưng này ra. Đây các bác, sẵn đây thì em sẽ quay bộ máy cho các bác xem. Đây, máy chính hãng Frank Hermel STR, hoạt động ba lăn, sở hữu cho mình là 5 gông, 5 búa bài nhạc Westminster. Này, kiểu dáng thì rất là đẹp, rất là sang trọng. Và bây giờ thì em xin mời các bác nghe phần âm thanh của chiếc đồng hồ này. Bây giờ thì em sẽ kéo phần mặt kính này lên.
tục quay kiểu. Bác vừa thẩm âm được chiếc đồng hồ đại bang đến từ thương hiệu Van Hermel Exterior thuộc dòng Atlanta Furnace Case. Phần chức âm nghe chậm rãi nhưng rất vang, hay, rất phù hợp với các bác sưu tầm đặt trên bàn làm việc, phòng khách và những chiếc bàn tiếp khách thì rất là bắt mắt các bác. Và các bác nào quan tâm mà muốn sổ ngay chiếc đồng hồ này để mình bổ sung vào bộ sập đồng hồ đại bàng của mình thì hãy liên hệ ngay về số hotline 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc bác đang địa chỉ ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem bao nhiêu like và đăng ký kênh để mỗi kênh còn phát triển làm thêm nhớ xem. Cảm ơn các bác.